Kính thưa tất cả các anh chị em cô chú, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023. Những ngày qua ở trên Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ việc những thành phần xấu đã tấn công vào Ủy ban Nhân dân và những người dân ở trên Buôn Ma Thuột, gây ra cái sự mất trật tự đáng tiếc. Thì An Nhiên, với tư cách là một người con của núi rừng Tây Nguyên, tuy là Nhiên không phải là người đồng bào, nhưng mà Nhiên cũng sanh ra và lớn lên tại vùng đất Buôn Ma Thuột, rất là thân thương và giản dị. Thì Nhiên cũng không muốn tất cả mọi sự việc đều làm quấy nhiễu đi một cái thành phố đáng yêu và yên bình của nơi mà Nhiên sinh ra như vậy. Thì trọng trách của An Nhiên đến với mạng xã hội là muốn truyền tải những cái sự thật và theo đúng sự thật, để đem đến những cái điều tích cực cho xã hội Việt Nam mình. Bởi những cái lời xuyên tạc của những kẻ chống phá đất nước Việt Nam mình ngày đêm vẫn luôn hoành hành và lôi kéo những người thiếu hiểu biết, những em trẻ mới lớn nhẹ dạ cả tin, và đem đến những bi kịch cho nhiều gia đình. Thì An Nhiên mong là những cái tiếng nói chân thành của Nhiên sẽ gửi đến quý đồng bào của chúng ta, truyền tải những cái thông tin để cho chúng ta hiểu biết thêm được về những cái âm mưu của những kẻ mà chống phá đất nước Việt Nam mình như thế nào. Thì những ngày qua vụ việc của ở trên Tây Nguyên, thì Nhiên mới nhận được những cái link của tất cả các anh chị em chia sẻ về bức tâm thư gửi đến đồng bào người Tây Nguyên do con trai của cố nhạc sĩ nghệ sĩ Imon, đó là anh Enui Ivoi, đã gửi đến bức tâm thư. Xin An Nhiên xin mạn phép được đọc để truyền tải đến cái tiếng nói thiết thực hơn đến cho đồng bào cũng như nhân dân Việt Nam mình nghe, để mà hiểu rõ về cái tinh thần trách nhiệm và yêu nước của người anh em của chúng ta như thế nào. Nội dung của bức tâm thư được như sau. Tôi sinh ra và trưởng thành tại thành phố Buôn Ma Thuột. Dòng họ tôi gắn bó lâu đời trên mảnh đất Ba Gian. Cha tôi là nghệ sĩ nhân dân Imon Enui. Chúng tôi được đào tạo và hoạt động nghệ thuật từ môi trường Học viện Quân đội. Khi vụ việc sát hại cán bộ, công an và nhân dân tại hai xã thuộc huyện Cư Cun, tôi rất căm phẫn và đau xót trước hành động man rợ của những kẻ sát nhân đội lốt Furo. Qua đây tôi có đôi lời tâm sự với bà con dân tộc mình, đặc biệt những người nhẹ dạ cả tin theo lời tuyên truyền xúi dục của bọn phản động lưu vong người thượng. Với tư cách là người đồng tộc ED, mong muốn gửi đến những người nhẹ dạ cả tin gây phức tạp đến an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc kinh thượng và làm những điều vi phạm pháp luật. Như các bạn đã biết, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giải phóng gần 1/2 thế kỷ nay và đã thống nhất hoàn toàn, bình đẳng, cùng phát triển với 54 dân tộc anh em, trong đó người đồng bào Tây Nguyên, những tầng lớp cha anh đi trước đã có công rất lớn với cách mạng qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm 1954-1975 như anh hùng Nơ Chăn Long, Đinh Núp Ama Y Hao, Nơ Chang Gư, Y Rút, A Banh, Bin Năng Tắc. Có được cuộc sống hôm nay là nhờ ơn đảng và các bậc cha anh đã cống hiến xương máu của mình để gìn giữ hòa bình, để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển văn minh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh như hôm nay. Có làm thì mới có ăn. Câu nói bất hủ xa xưa của ông bà để lại khi canh tác mùa màng, trồng trọt, được mùa, no ấm, đầy đủ. Đó cũng là hạnh phúc do chính mình làm ra thành quả.
Không có ai tự nhiên mang lại đồng tiền hoặc cho mình và điều kiện bất cứ thứ gì. Khi họ cho là bắt buộc mình phải đánh đổi hạnh phúc, là tan hoang nhà cửa, là vợ con xa lì, là cha mẹ xa cách, và thậm chí là đánh đổi cả sinh mạng của các bạn. Nước Việt Nam giàu đẹp bởi nên rất nhiều các thế lực dòm ngó muốn xâm chiếm. Ngoại chiếm không được thì họ sẽ tìm cách nội chiếm, chia rẽ dân tộc, gây hiềm khích để ngư ông đắc lợi. Và sau cùng cũng là những người nhẹ dạ cả tin sẽ bị chúng lợi dụng, nhà tan cửa nát. Chúng ta đều là con em của nước Việt Nam. Tại sao chúng ta không cùng noi gương các anh hùng đã hy sinh vì chúng ta? Chúng ta sống theo đường lối của đảng, hy sinh vì nước Việt Nam của chúng ta, để đời đời con cháu nhớ ơn chúng ta. Như vậy có hay hơn không chứ? Vậy kính mong các chú, bác, anh em đồng bào hãy đoàn kết, đừng nghe lời dụ dỗ của kẻ lợi dụng chia rẽ chúng ta nữa, mà hãy về với gia đình để xây dựng cuộc sống tươi đẹp, tinh thần dân tộc vững mạnh và giàu đẹp văn minh. Đây là tất cả những điều tôi, Anak, muốn gửi tới tất cả tấm chân tình và bày tỏ với toàn thể đồng bào dân tộc anh em nói chung và dân tộc ED nói riêng. Rất mong bức tâm thư này được gửi đến tất cả người đồng bào của tôi. Ký bút Yvonne Enui. Đây là cái bức tâm thư của con trai cố nhạc sĩ nghệ sĩ Yvonne Enui gửi đến người đồng bào Tây Nguyên. Xin được mạn phép cho An Nhiên được đọc để lan tỏa cái tiếng nói của An Nhiên cũng như là cái tâm nguyện của anh Enui Yvonne gửi đến người đồng bào Tây Nguyên nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng, để mà chúng ta gắn kết với nhau, tránh bị những cái thế lực thù địch trong và ngoài nước chia rẽ khối đại đoàn kết của 54 anh dân tộc anh em của chúng ta. Mong là tất cả các anh chị em của chúng ta lan tỏa bức tâm thư này để mà người đồng bào hiểu hơn về cái sự hy sinh anh dũng của cha ông họ, cũng giống như là cái sự đánh đổi tánh mạng của bao nhiêu triệu đồng bào ngã xuống để giành lấy cái nền độc lập tự do cho chúng ta ngày hôm nay. Độc lập tự do hòa bình không phải dễ. Nếu như chúng ta đang sống được cái sự bình an ngày hôm nay thì hãy cố mà gìn giữ. Đây cũng là một trong những cái điều mà An Nhiên cũng mong truyền tải đến với tư cách là một người con của núi rừng Tây Nguyên, cũng giống như là tư cách của một người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. An Nhiên tuy là sống xa quê hương nhưng An Nhiên cũng luôn luôn mong muốn truyền tải cái thông điệp của mình, mang sự thật về theo đúng nghĩa sự thật cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta và bình ổn xã hội Việt Nam, để cho chúng ta mỗi ngày một vươn tầm lên, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe An Nhiên chia sẻ bức tâm thư của con trai của nhạc sĩ Imon, đó là anh Enui Ivoi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúc một ngày Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Cảm ơn cả nhà nhiều.